Vâng, xin chào quý các bạn trở lại với channel của mình. Thì hiện tại có lẽ chưa có thời điểm nào mà Forlanger Whitecheck B2Bo và Single2Bo lại có mức chiết khấu và ưu đãi lớn đến như vậy. Hiện tại với mức giá niêm yết cho phiên bản 2 cầu là 918 triệu và phiên bản 1 cầu là 853 triệu. Quý khách hàng sẽ được khuyến mại chiết khấu giảm giá trực tiếp tiền mặt đến hàng chục triệu đồng. Chi tiết về con số thì vui lòng liên hệ trực tiếp với hotline vì giá xe sẽ thay đổi cập nhật liên tục chứ không cố định theo một mốc thời gian. Được mệnh danh là chiếc bán tải được trang bị nhiều công nghệ nhất hiện nay, Forlanger Whitecheck B2Bo hoàn toàn mới ra mắt vào tháng 9 2018. Xe đã trang bị hệ thống động cơ B2Bo 2.0 lít, sản sinh công suất 213 mã lực, mô men xoắn lên đến 500 Nm. Trên phiên bản B2Bo thì được trang bị hệ thống đèn bao gồm đèn dải đèn LED định vị ban ngày, đèn pha halogen và tất nhiên rồi đèn cốt, nó là đèn LED đi kèm. Chính sự kết hợp này thì quý mang đến cho quý các bạn một sự trải nghiệm mới, một cái tầm nhìn và một cái khả năng quan sát tốt hơn khi quý khách hàng kết hợp sử dụng giữa ánh sáng trắng và ánh sáng vàng của hai loại đèn này. Trên thân xe và tất nhiên rồi không có quá nhiều điểm khác biệt so với phiên bản trước. Vẫn gương chiếu hậu to bản tích hợp đèn báo rẽ xi nhan, tay nắm cửa, chìa khóa thông minh. Có một điểm khác biệt khá là lớn ở trên phiên bản trước, đó là ngoài được trang bị hệ thống camera lùi phía sau logo như này thì thanh trợ lực mới trên Forlanger Raptor, Forlanger Whitecheck là một điểm đáng để lưu ý khi quý hàng có thể nâng hạ cái thùng sau, cốp sau rất nhẹ nhàng như này, hoàn toàn là một tay. Trên xe phiên bản Whitecheck và Forlanger Raptor đã được trang bị sẵn lót thùng cao su và thanh thể thao. Ok, mình cùng xem nội thất. Thì nội thất ở trên Forlanger Whitecheck B2Bo hiện nay đang là chiếc xe được trang bị nhiều tính năng option an toàn nhất. Các bạn có thể thấy hệ thống Adaptive Cruise Control, hệ thống đàm thoại rảnh tay Sync 3 hiện nay đã được update lên Sync 3.4. Và điều khiển đèn thì vẫn được bố trí ở đây. Các chế độ lái, gài cầu nhanh chậm, hệ thống điều khiển. Khác với Forlanger Raptor thì trên Whitecheck Everest sẽ được trang bị phím bấm chuyển số ở trên cần số. Mình đã review khá là chi tiết về nội ngoại thất chiếc xe trên phiên bản màu cam. Các bạn có thể xem lại ở trên kho video. Mọi chi tiết về báo giá, khuyến mại cũng như là quý khách hàng có nhu cầu review, so sánh cũng như để lại ý kiến của mình thì vui lòng comment ở phía dưới. Nếu khách hàng, quý khách hàng cảm thấy hay, có thể cho mình một like, share và chắc chắn rồi một subscribe đăng ký để nhận thông báo khi mình ra video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.